Rồi hôm nay mình chào bà con hết nha. Hôm nay thì mình cho bà con coi cái chuồng này ha. Thì mình sẽ bưng cái chuồng này lên. Coi gắn con nó được bao nhiêu nha bà con. Coi gắn con nó được bao nhiêu, mình thả cái chuồng này cũng lâu rồi. Mình cho bà con coi bữa nay nó nở coi đạt được bao nhiêu con. Và nó ra được bao nhiêu ký, khoảng bao nhiêu ký gắn con ha. Thì hôm nay mình cho bà con coi cái chuồng này á thì mình không có để đất và không để cát nha bà con, mình chỉ dán gạch bông. Ha. Nhưng cái cách cỏ gác nè, cỏ gác thì mình làm khác hơn cái chuồng bên kia. Thì mình sẽ quay cái cảnh trực tiếp mình bắt cho bà con coi, nhưng mà nó cũng hơi hơi rộng hơi bự nha bà con, nó hơi lâu. Bây giờ mình sẽ bư cho nó mòn bớt đi, nó gần hết lên tới trên trển ha. Lên tới trên đó đó, tới cái ngăn đẻ trên đó đó, rồi cho nó dồn gắn ở trển đi, rồi mình sẽ quay trực tiếp cho bà con coi. Để thôi nó kéo dài tới 40-50 phút, nó lâu lắm. Để mình cho nó ngắn lại chút đi, rồi mình sẽ cho bà con coi nha. Rồi mình tạm ngưng máy chút nha bà con, tạm ngưng trái máy chút. Mình phải xử lý ba cái vụ này hết trơn mới được, cho nó chống hết trơn mới được. Rồi mình bắt gắn bố mẹ ra, rồi mình cho ra bà con coi gắn con có được bao nhiêu nha. Mình sẽ tới cuối cùng mình bắt vừa bố mẹ vừa gắn con cho bà con coi luôn đó. Rồi mình tạm ngưng một chút nha bà con, mình tạm ngưng chút đi, rồi mình sẽ làm cái cảnh đó cho bà con coi mới được. Mình tạm ngưng nha bà con. Đây là tú lưới mình đã gắn vô trong cái ấy rồi nha bà con, tú lưới mình đã bỏ đây rồi, nên mình bắt gắn mình lõ lụm vô ha. Thì đây mà chống lỏng hết trơn này, mình sẽ sạn mà bắt đầu mình bơi nè nghe bà con. Nó bằng thoáng, mình chưa có bơi cho gì cả chứ, mình mới đi xuống đây thôi. Nó cũng bò nhúc nhích nè bà con, nó bò đây nhúc nhích nè, đầy á nè, cứ gắn con này á nè đó bà con, thấy không? Là mình biết gắn con nhiều hay ít rồi, mình biết gắn con nhiều ít rồi mình mới bư, mình mới sang chuồng gắn con. Rồi mình sẽ bư gắn con lên như thế nào ha, bà con coi cái chuồng này mình nuôi cái chuồng này có đạt được bao nhiêu nha. Cái chuồng này cũng là chuồng dạng như chuồng mới nha bà con, chuồng mới là mình làm cứ gắn mẹ đó, cứ bố mẹ đó, cứ gắn con đây nè, nó dễ cứ vô đó bà con, thấy không? Bà con thấy cứ vô chưa, nhỏ xíu à nè, cứ vô nè bà con thấy không, nó cứ vô đó nè, cứ vô nè, trong tư nè, thấy không? Là có gắn con gắn lứa, nó ăn chỉ mồi nhái thôi, chứ gắn mới nở nhỏ nhỏ đó, ăn ban dế này kia nọ đó. Thì cái chuồng này là cái chuồng mình thử cái lần đầu tiên, chuồng mới. Chuồng này mình không để đất mà không để cát nha bà con, mình chỉ dán gạch bông thì mình coi bà con có như thế nào ha, coi gắn con có được làm sao nha. Rồi mình tạm ngưng đi, tạm ngưng máy chút nè bà con, con gắn bố mẹ nó gần đẻ nữa nè nghe bà con. Bà con thấy không? Con thấy gắn bố mẹ nó gần đẻ chưa? Đó bà con thấy không? Bố mẹ nó gần đẻ rồi đó. Bây giờ mình sẽ thả gắn bố mẹ này qua chuồng ở đây nha bà con, cho nó đẻ chuồng ở đây lại. Thả chuồng ở đây nè, đó, mình thả chuồng ở đây nha bà con. Bà con coi mình thả gắn bố mẹ. Rồi. Nè mình thả gắn bố mẹ qua chuồng ở đây nha bà con. Đó mình thả chuồng ở đó đó. Thì mình sẽ lát mình quay sau ha. Bây giờ mình lo lụm đi. Thì bố mẹ thì mình thả qua chuồng bên kia, thả chuồng ở đây nè. Đó bố mẹ mình thả qua chuồng đó đó. Mà con coi nha, bố mẹ thả chuồng đó. Gắn con thì mình sẽ bỏ vô vợt này nha. Bỏ vô vợt này rồi lát mình sẵn có được nhiêu con. Rồi tạm ngưng lại bà con ơi. Bà cho con coi gắn con nè nha. Nè, gắn con nè bà con thấy không? Đó gắn con đó. Thì thôi giờ mình quay cái cảnh trực tiếp, nhưng mà nó lâu nha bà con chịu theo mình lâu nha, mình sẽ quay cái cảnh này trực tiếp, một cái cảnh này luôn. Còn như thế nào ha, gắn con. Mình đợi cái máy đây, mình coi cái máy này thấy rõ hay không mới được. Mình sẽ quay cái cảnh trực tiếp gắn con luôn cho bà con coi nha. Hạ máy xuống chút mới được. Trời trời trời. Rồi. Không biết thấy đường xa hay chưa này không biết. Vậy chắc được phải không bà con? Vậy được rồi đó. Đây cái này bà con ơi, cái con này bà con thấy không? Này cái con này đó, bà con thấy chưa? Con nè bà con thấy không? Lâu lắm nha bà con. Đây nè, đây cũng là đang con đó nè, mình đều nó nằm hơi dạng lứa rồi nha bà con. Nó nhiều lứa rồi.
Đó, đây còn là một con thấy không? Đây chỗ này là một con ơi, hai con gắn con này. Một con thấy không? Gắn con đây. Đó một con thấy rõ chưa? Còn thấy hình không biết, không thấy hình chết mẹ nữa. Đây này đó, một con thấy không? Gắn con đó. Đây nó là bà con ơi. Đây nè, gắn con nè, đó. Mình sẽ sang chuồng gắn con luôn đây nè, đây gắn con nè nha bà con. Con nữa nè bà con ơi, đây gắn con nữa nè, đó. Bây giờ mình gắn máy chúng mình quay xéo về đây có hà tính. Rồi nghe bà con, mình vừa đó lú đít hết trơn rồi nghe bà con. Bây giờ mình gọi cái cảnh mình đây ha cho bà con coi. Thì gắn con mình cũng đang bắt cầm tay đây, mình để máy xa xa chút đi nè bà con dễ thấy mình bắt dễ hơn. Tại có mình lên thì nó hơi khó nghe bà con thông cảm chút ha. Đó, mình bỏ gắn con này vô. Còn à. Đây vẫn còn nữa, còn thấy không? Đó. Đây vẫn còn. Con nữa. Con coi cảnh mình bắt cái đầu này trước đây ha. Để thôi mình bắt cái con bự này kia nọ mà con không gặp nữa. Còn bà con thấy không?
con thấy chưa? Đây nữa, còn nếu chạy con đây không thấy con đây. Giờ mình bỏ cái lỗ này nha bà con. Còn máy không? Còn. Giờ mình chỉnh cái máy lại chút ha, chỉnh cái máy lại chút cho bà con dễ gặp nha. Chỉnh cho nó gặp hai bên luôn, bà con dễ gặp chút rồi đó, vậy là chắc được phải không? Rồi mình sẽ bắt cho bà con coi clip này nó lâu nha bà con. Con thấy không? Thằng này là thằng mới nở. Mới nở hôm nay. Đây. Con đây. Bắt nhiều nhiều đưa cho bà con coi mới được. Nè, bà con thấy không? Nhắn bố mẹ mình bỏ lại, bắt cái con cho bà con coi. Bố mẹ mình bỏ lại đây cho nó đẻ lại bà con. Con nào gần đẻ mình bỏ bên kia đây nè. Cái này lứa trước nè, cái này lứa lớn nè. Cái này lứa lớn nè. Lớn mình bỏ qua đây đi. Nó đẻ nhiều đợt nhiều lứa lắm bà con ơi, nè bà con thấy không, chút xíu nè, gắn này gắn lứa rồi, cái này là lứa lớn nè, qua hút lựa chọn gái rồi, chỗ này căng chuột được coi. Bố mẹ thì mình thả lại cho nó đẻ lại. Đây là cái con này nè. Giòn rồi, giòn rồi bà con ơi. Nè bà con thấy không? Đó, cái bố mẹ nó bò lại lên đây nè. Bố mẹ nó bò ngược ở đây. Đến con. Bố mẹ nó này nghe bà con, bụng ốc nóc lên gần đẻ nữa nè. Mình thả qua chạy lại chuồng ở đây lại. Thả mấy chuồng cho nó đẻ ở đây lại. Con này bà con thấy không? Con nào nó chưa đẻ gần đẻ thì mình thả chuồng kia, con nào ấy mình sạn lên cho nó đẻ có đợt mới được. Con này nè. Để máy này đây. Con gặp đây dễ hơn. Là con gặp không? Chắc gặp mà ha. Đó. Mình bưng này cho động lên này nha bà con. Đây, bà con thấy không? Rồi, nó bò ngược ở đây nè. Nè, cái con này. Nè, đây cái con đó nè, bà con thấy không? Đó. Rồi, bóc dính ra rồi. Bà con thấy nè, cái con này. Con này mấy con này vô gắn lứa rồi, cái này gắn con nè. Gắn con à.
bà con thấy không? Con thấy con đá không nè. Bà con thấy chưa? Con thấy con còn không? Để mình hốt cho bà con coi. Con này bà con thấy đã cực kỳ ha. Bố mẹ nè nghe bà con. Đó, bố mẹ nè có chữa lại nữa nè, bông trong ban nè. Còn này gắn con lứa lớn nè, lớn con gắn bự nãy. Cứ mới tấm gắn bự mình thả lại. Đây nè, gắn con thấy không? Quả này nè, thỉnh thoảng này chắc thì dễ gặp. Con này có chữa bụng trong bang nữa. Để lại cho nó ăn nhái. Nhái với dế. Con này thấy rồi, chữa bỏ đây cho đẻ. Con giận thấy mê chết chưa? Bà con ơi, bố mẹ nó bụng bự nữa rồi nè, thả bên đây mới được. Gắn con nó lứa rồi, mà còn là hai lứa. Lứa trước lứa sau nè. Tạm dừng chút bà con ơi. Bà con thấy không? Gắn con này nhiều lắm rồi đó nghe bà con. Trên 10 kg rồi đó nghe bà con. Trên 10 kg gắn con rồi đó. Bà con thấy chưa? Trên 10 kg gắn con rồi. Còn cái phan này nữa nè. 19 phút gần 20 phút rồi bà con ơi. Mình bư lên cho bà con coi cái mình ấy ha, mình ngưng máy nghe bà con. Đó nè, gắn bố mẹ nó trên này nè. Nè bà con thấy không? Đó bà con thấy gắn bố mẹ bụng chân bàn không? Nè. Bà con thấy chưa? Bụng nó ốc nóc đó thấy không? Mình sẽ bư nó cái nữa nè bà con. Mình tạm ngừng máy để mình bắt bố mẹ nó cho hết cả ha, mình bắt các con cho bà con coi nha. Tại vì nếu mình để lâu quá lâu nó con mình bư lâu quá thì nó dài thời gian quá trời đi. Chơi luôn. Lỡ cho bà con coi hết luôn. Thả bố mẹ nó vừa ra được. Đó bố mẹ nó. Bà con thấy bố mẹ bụng nó chặt ban không? Sắp đẻ được lần nữa nè.
Thầm ngưng máy đi bà con, lát nữa gọi ha, mình lấy bà con coi, bà coi lâu quá lâu rồi. Mình sẽ bư hết cái ngăn này rồi mình bắt con cho bà con coi nha. Lâu quá lâu nè bà con. Mình cũng mệt ướt áo trơn mà, ướt áo trơn rồi. Mình cũng 20 phút rồi, mình để tạm ngưng chút xíu đi, mình bư cái đống này cho nó gọi luôn bà con ơi. Tạm ngưng nha. Nè mình cho bà con coi cái khúc con nó dồn ha. Nè bà con coi nè nha, nó dồn một đống nè nha bà con. Nè bà con nó dồn, thấy bằng cắn con nó dồn chưa? Lụm gắn mấy gắn lớn rồi đó, gắn con nó dồn một tống nè. À gắn con có gắn ấy lớn có nữa nè. Bà con coi đó nghe. Mình ngưng máy mình bắt nó kịp để thôi nó bỏ trở lại nha bà con. Mình ngưng máy đi ha. Quá trời rồi, mình làm không kịp chứ nó đâu. Hai tay mình bắt mà được chứ một tay quay là không thể nào mình làm kịp cái này vụ này rồi. Mình tạm ngưng luôn bà con ơi, tạm ngưng đi. Đây là mình cũng đã gọi nha bà con, còn mới gắn con mình cũng bỏ lại luôn. Nè đó, mới gắn con còn còn đó. Bà con thấy không? Còn đây bà con thấy chưa, một bọc chà bá lửa luôn đó nghe bà con. Để mình đổ ra cho bà con coi ha, mình sẽ ấy lại cho bà con coi. Để máy đi, đây có mình lên thì khó lòng nha bà con. Mình để máy đây, mình sửa cái chuồng này lại mới được. Nếu bố mẹ dọn thì mình đã bắt gọi hết trơn rồi đó. Trời nó bụng xỉu luôn. Con mở máy lên chưa? Mở máy rồi, vậy mà đổ ra cho bà con coi. Bà con thấy không? Bà con thấy chưa? Đó, bà con thấy cái con không? Con thấy rõ chưa? Trời nắng bà con ơi, nắng hơi khó nha bà con. Đó, bà con coi kỹ đi. Bà con thấy không? Bà con thấy nó bò nè. Đó, tự hết trơn đó bà con coi chưa? Rồi mình cũng tạm ngưng luôn rồi bà con, mình chào bà con hết. Cái chuồng này là mình dán cái bông nè nha bà con. Đây là dán bông không có đắp cát gì trơn á, mình làm cái chuồng mới thử đó. Thử cái chuồng này có nuôi đã hay không đó, rồi mình hãy chia sẻ bà con phần này sau. Rồi mình cũng tạm ngưng luôn nha bà con. Quá trời mệt rồi, mình tủ mình sửa lại cái chuồng này lại cho nó ở lại mới được. Rồi tạm ngưng luôn bà con ơi.